Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghề án đất học của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lời đầu tiên, những người thực hiện chương trình Nghề án đất học kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các thầy cô nhận được thật nhiều niềm vui và các bạn học sinh sinh viên có một năm học hành thi cử thuận lợi, nhiều may mắn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ta có câu mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy. Mục chuyện hay sự học ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về phong tục Tết thầy. Một phong tục đẹp thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt từ xa xưa. Mục khoa học đường sẽ là tấm gương học giỏi của em Nguyễn Đức Bảo, học sinh trường trung học cơ sở Thanh Lâm, Thanh Chương. Và cuối cùng, mục cùng suy ngẫm là câu chuyện về đạo thầy trò giữa thầy Chu Văn An và học trò Phạm Sư Mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phong tục mồng 3 Tết thầy là một phong tục có từ rất xa xưa. Vậy phong tục này bắt nguồn từ đâu? Và ở xứ Nghệ thì Tết thầy có những điểm khác như thế nào so với các vùng miền khác? Và ngày nay thì giới trẻ nhìn nhận như thế nào về phong tục này? Trong mục chuyện hay sự học sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi này. Và đầu tiên thì xin kính mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Xin giới thiệu thạc sĩ Lê Tài Hoè, là người có tròn một đời nghiên cứu, sưu tầm cũng như biên khảo về phong tục tập quán của xứ Nghệ, cũng là một người thầy giáo có thâm niên 20 năm. Trước tiên thì ông có thể cho những khán giả của chương trình Nghệ án đất học được biết về phong tục Tết thầy, mồng 3 Tết thầy bắt nguồn từ đâu và ý nghĩa của phong tục này như thế nào? Dân tộc ta có một cái truyền thống là cứ đến mùng 3 của năm mới thì có cái lễ đi tế thầy. Cái tập tục này là có từ bắt nguồn từ rất lâu đời, xuất phát từ mấy cái cơ sở. Cái thứ nhất là nhân dân trí nhận về vai trò của người thầy, mà cái câu trở thành cái động lực cho mọi người phấn đấu, đó là cái câu mà dân gian hay nói là nhất là bất học bất tri lý. Có nghĩa là cái gì? Không học thì không hiểu biết. Và chính cái điều đồng nó bắt buộc là mọi người phải cố gắng vươn lên và tạo ra một cái quan niệm hiểu biết về vai trò vị trí của người thầy bằng một câu dân gian đánh giá là không thầy đố mày làm đấy. Khi cái nhận diện về vấn đề đó, về vai trò của người thầy như thế, cộng với cái giáo dục của nó giáo, tạo thành một cái nề nếp và một cách ứng xử đối với người học trò, đối với thầy trong cái lễ nghĩa, và nó cũng là một phương pháp giáo dục của cái ngày xưa, tạo ra cái dân tộc có một cái phong tục đẹp rồi ứng xử với các thầy giáo cô giáo trong cái ngày đầu năm mới. Như vậy thì phong tục Tết thầy ở xứ Nghệ có những điểm khác biệt như thế nào so với các vùng miền khác ạ? Tình cảm đối với người thầy không phải chỉ riêng các ngành nghề, nhưng ở người Nghệ có một cái đẹp khác biệt hơn ở những vùng khác là tất cả, hầu như tất cả những cái làng quê của người Nghệ thì đều có 2-3 ông đồ, có 2-3 lớp học ở cái trình độ khác nhau. Như vậy là cái người thầy ở trong một làng là nhiều, học trò nhiều, và tạo ra một cái xã hội đào tạo, được đào tạo và từng gia đình một quan tâm. Và đến cái ngày mùng 3 đầu năm mới thì là hầu như cả xã hội là náo nức chỉ dành ngày đó ngay cho các thầy giáo. Thế thì là bố dẫn con nhỏ đi đến thăm thầy, đến chào thầy, đến chúc Tết thầy, rồi là trò lớn trò bé cái tùng năm tùng ba cái ngày kéo nhau đến chỗ nhà thầy, làm cho không khí của cái đường làng ngõ xóm ở trong những ngày mùng 3 náo nức hẳn lên, và cả xã hội cảm thấy như một cái sự quan tâm thật sự đến người thầy. Đó là một cái vinh dự, một cái vinh danh mà trong lịch sử đã để lại những cái dấu ấn cho những cái người thầy. Vào ngày mùng 3 thì thường chúng em thường rủ nhau để đi cùng nhau tại các thầy cô, để đi tại các thầy cô. Có năm mùng 3 không đi các thầy cô thì chúng em đến ngày đi học thì chúng em cũng đến lớp. Khi cả đến lớp thì chúng em vẫn chúc tại các thầy cô. Ngày Tết thì các cháu nói chung có thể mùng 2, mùng 3 là các cháu cùng vẫn cứ sáng năm mới đầu xuân thì các cháu để đến nhà thầy, các thầy, các cô để chúc Tết các thầy, các cô. Tôi vẫn thấy là đến những cái ngày lễ Tết, thì ngày Tết Nguyên Đán thì cũng là cái ngày mà chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều cái tình cảm của học trò cụ đã đến gặp lại thầy cô trong những cái ngày lễ Tết đó. Ngày Tết là cũng phải sắp xếp nhiều công việc và phải tham gia các hoạt động cùng với bố mẹ và cả gia đình. Cho nên
bọn em đã tranh thủ cái thời gian trước ngày Tết, lớp lớp em sẽ tổ chức một buổi liên hoan để chúc Tết thầy cô. Cho dù nó phát triển đến đâu nữa thì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy sẽ là một cái như là một cái truyền thống đạo lý, nó sẽ trở thành một cái mạch nguồn chảy mãi trong tâm hồn mỗi người dân Việt. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có thể được thấy được rằng là phong tục Tết Thầy ngày nay đã có rất nhiều điểm khác so với truyền thống. Vậy thì thưa ông Lê Thái Hoè, là một nhà nghiên cứu về văn hóa, về phong tục tập quán, đồng thời cũng là một nhà giáo, thì ông nghĩ rằng phong tục Tết Thầy nên gìn giữ như thế nào và việc gìn giữ phong tục đẹp này thì có ý nghĩa gì ạ? Vâng, tất cả những cái điều kiện, tức là bối cảnh đã khác xưa, cái cách đi học khác xưa, đối tượng học khác xưa, cho nên cái tình cảm đối với thầy có khác đi không? Đấy là một vấn đề mà xã hội quan tâm, theo tôi thấy cũng nó cũng không khác là mấy đâu. Cái thứ nhất là bây giờ có một ngày 20 tháng 11, là đấy là những cái gì trước đây là mùng 3 trong làng đấy đi đến thầy, thì bây giờ phần lớn là các trò từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi trở trò lớn hơn, thì là đến gặp thầy trong những ngày đó. Đó là một cái là như vậy, cái bản chất của cái việc đến thăm thầy, chúc Tết thầy là không mất, và ngày 20 tháng 1 trở thành ngày Tết của thầy giáo, cô giáo. Một cái thứ hai là cái việc mà ngày Tết thì cái tục mà mùng 3, thì bây giờ không phải là mùng 3 mà trong dịp Tết, thì là những học sinh đi xa về thăm lại thầy, là cả đó là những điều kiện, và rõ ràng cái tình cảm mà cái ý được những cái ý niệm đồng lại trong cái tình cảm của thầy trò, thì tôi thấy là ngày Tết vẫn, hoặc là đến ngày 20 tháng 1 thì tình cảm vẫn rất sâu nặng. Vâng ạ, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, mục Khoa học đường ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Nguyễn Đức Bảo, một học sinh xuất sắc của trường trung học cơ sở Thanh Lâm, Thanh Chương. Bảo là một học sinh có một nét đặc biệt nhất mà từ khi là đối với tất cả những học sinh mà tôi đã từng trực tiếp dạy và chủ nhiệm. Cái bước đầu của em có những cái thành công trong ngày hôm nay ấy, thì đó là một cái ý thức học hỏi vươn lên rất là tốt. Những cái điều đặc biệt ở em nữa đó là em tiếp thu bài rất nhanh ở tất cả môn học và say mê, đam mê được tất cả cái ở tất cả cái môn. Ngoài đặc biệt là cái thiên về cái môn toán của em, môn Anh, thì điều mà đáng mà các bạn khác đáng học tập ở em Bảo đó là cái ý thức tự giác trong các cái môn học. Từ nhỏ, Bảo đã tỏ ra thông minh khác thường. Năm 4 tuổi, Bảo đã được bố là một giáo viên cấp 2 dạy đọc và viết. Chỉ trong khoảng 2 đến 3 tháng, em đã đọc thông viết thạo. Thấy con thông minh, anh Tùng, bố của Bảo, mua sách vở về tiếp tục dạy con. Ở mầu giáo lớn là đã mua sách lớp 1, lớp 2 về cho cháu là tự đọc, mua sách toán về cho cháu tự làm. Thì khi lên lớp 1 là cháu là bắt đầu là học toán lớp 3, lớp 4. Thì đến khoảng hết lớp 7 thì cháu có thể là đã làm được đề thi phán bộ cháu là từ 6 đến 7 điểm. Lên học cấp 1, Bảo đã biết tự học. Các bài học ở trường Bảo hiểu và nhớ ngay tại lớp. Bài tập về nhà được em hoàn thành ngay trong ngày. Buổi tối là thời gian tự học thêm chương trình các lớp trên hoặc các sách nâng cao. Điều đặc biệt ở Bảo là em học giỏi đồng đều tất cả các môn học, viết văn, làm thơ rất sáng tạo. Bảo yêu thích hơn cả là hai môn toán và tiếng Anh. Năm học lớp 5, Bảo đã đạt giải nhất toán tuổi thơ cấp tỉnh, huy chương bạc toán tuổi thơ toàn quốc và có thể giải toán thi học sinh giỏi lớp 7, khiến thầy cô, bạn bè kinh ngạc và nể phục. Là cái tình cảm của cháu, nó thể hiện là cái sự đam mê trong vấn đề học tập. Ví dụ như là có những đoàn cán bộ về đây, ví dụ như nó thích học tiếng Anh, thì nó theo những cái bạn nói chuyện về tiếng Anh của các nước, thì nó cũng tò mò hỏi.
Thế là cùng cứ khai thánh ra những cái chuyện mà nó muốn biết xa hơn. Cuối năm học lớp 7, với lực học vượt trội, Bảo được gia đình và thầy cô khuyến khích học trước chương trình. Chỉ trong 3 tháng hè, em đã hoàn thành chương trình học lớp 8, vượt qua kỳ khảo sát kiến thức và được trường trung học cơ sở Thanh Lâm quyết định cho học vượt lớp, lên thẳng lớp 9. Trong kỳ thi học sinh giỏi huyện lớp 9 vừa qua, Bảo đạt học sinh giỏi huyện ở cả 4 môn tham dự bao gồm toán, vật lý, tiếng Anh và tiếng Anh qua mạng. Ham học và biết cách tự học, đó là điều đặc biệt đã tạo nên thành công của Bảo. Qua sách báo thì cháu đã đọc và tìm hiểu được về giáo sư Ngô Bảo Châu và cháu rất ngưỡng mộ được tài năng của giáo sư. Vì thế nên sau này cháu có ước mơ được ra nước ngoài để học tập, để có thể đem được tài năng của mình về cống hiến cho đất nước. Không chỉ thông minh, ham học, Bảo còn biết đặt mục tiêu cho cuộc đời mình từ khi còn rất nhỏ. Chắc hẳn với những phẩm chất ấy, con đường tương lai sẽ rất rộng mở đối với em. Tục ngữ ta có câu, không thầy đố mày làm nên. Câu chuyện giữa Quán Hành Khiển, thời nhà Trần, Phạm Sư Mạnh và thầy giáo Chu Văn An sẽ mang đến cho chúng ta bài học thấm thía về đạo làm trò. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục Cùng Suy Ngẫm. Chu Văn An, người thầy đáng kính, không chỉ ở tài học mà còn ở tiết tháo làm người. Ông dạy học rất nghiêm, coi trọng đạo làm người. Vì thế, học trò cũng như nhân dân và cả giới trí thức đương thời đều kính mến, ngưỡng mộ ông. Chuyện kể rằng, có lần Phạm Sư Mạnh bấy giờ đang làm nhập nội hành khiển, chức quan tương tự như tể tướng, về thăm thầy Chu. Gặp ngày phiên chợ quê, người mua kẻ bán đông vui tấp nập. Chợt quân lính thét loa vung roi mở đường cho kiểu quan hành khiển đi, làm huyên náo ồn ào cả một vùng. Việc đến tai thầy Chu khiến thầy rất giận. Phạm Sư Mạnh biết lỗi, từ đó về sau mỗi lần về thăm thầy, quan hành khiển chỉ mặc áo vải thâm, đi một mình như người dân thường để giữ đúng lễ thầy trò. Đó là câu chuyện đời nhà Trần. Thời nhà Lê, vua Lê Hiển Tông dù ở ngôi hoàng đế, nhưng khi về thăm thầy cũ vẫn cung kính với thầy. Khi uống nước ăn cơm đều giữ đúng lễ, nghiêm cẩn như khi còn là học trò nhỏ. Thế mới biết, người xưa trọng đạo học nên trọng người thầy, người đã có công khai tâm mở trí. Tình cảm, sự tôn trọng ấy không chỉ thể hiện lúc còn đi học mà suốt cuộc đời, cho dù có thành đạt, giàu sang hay quyền cao chức trọng. Như thế mới là người hiểu đạo nghĩa, được người đời tôn trọng. Chương trình Nghệ An Đất Học của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và một lần nữa, những người làm chương trình kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều tài lộc và may mắn. Xin kính chào tạm biệt.